Nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021, sáng nay, trưởng ban dân vận thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đã đến thăm và trao quà Tết tại xã Hòa Ninh và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lê Văn Minh cùng đại diện các sở ban ngành liên quan. Tại xã Hòa Ninh, trưởng ban dân vận thành ủy chúc mừng năm mới cán bộ và người dân trên địa bàn xã, đánh giá cao công tác chuẩn bị chăm lo Tết cho người dân. Trưởng ban dân vận thành ủy đề nghị xã Hòa Ninh tiếp tục bám sát chủ đề năm 2021, năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời địa phương cần phải tiếp tục triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống Covid-19. Đến thăm đồng bào người Việt gốc Hoa tại thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, trưởng ban dân vận thành ủy gửi đến người dân trong thôn lời chúc mừng năm mới, đồng thời khẳng định lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào người Việt gốc Hoa mong muốn người dân chung tay xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh tại xã Hòa Liên, trưởng ban dân vận thành ủy biểu dương những kết quả mà xã đạt được trong thời gian qua. Đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình về nông nghiệp công nghệ cao, tận dụng những ưu thế từ khu công nghệ cao để phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ. Đề nghị lãnh đạo xã vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch, vừa quan tâm, huy động các nguồn lực để chăm lo Tết cho người dân.